Sáng ngày 19 tháng 4, xã Mã Đà, huyện Bến Cửu phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tiến hành cưỡng chế các công trình du lịch trái phép trên lòng hồ Trị An. Toàn xã Mã Đà có hơn 20 điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên hồ Trị An. Từ tháng 3 năm 2023 đến nay, xã đã vận động tháo dỡ hơn một nửa. Các công trình này đều vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Trị An cao trên 63 m thuộc địa phận xã Mã Đà. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mã Đà cho hay, các công trình du lịch sinh thái trên địa bàn xã đều xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, lập biên bản vi phạm và xác định thời hạn tháo gỡ. Một số công trình người dân đã tự tháo dỡ. Tuy nhiên, nhiều điểm cố tình kéo dài thời gian, không thực hiện như đã cam kết nên chính quyền buộc phải cưỡng chế. Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái hồ Trị An bùng phát ở xã Mã Đà, Hiếu Liêm và cả ở xã Phú Lý. Hàng chục điểm du lịch sinh thái trái phép mọc lên, vi phạm xây dựng, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An, ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường nguồn nước hồ Trị An, vốn là nơi cung cấp nước cho hạ du sông Đồng Nai, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho khoảng 17 triệu người ở các tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Đầu năm 2023, huyện Bến Cửu đã có văn bản yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng này.